Hello quý khán giả, mình đang chuẩn bị mình trên đường mình ra đi về, thì anh Khương anh gọi cho ngoại, nãy gọi được ai về anh bận đang phát quà bên bà con thành phố về quê quý khán giả, thì anh mới gọi điện thoại cho mình, anh đang gọi điện thoại, bây giờ mình sẽ đem điện thoại vô cho bà ngoại nha, để cho bà ngoại nghe cuộc điện thoại của anh Khương vừa và chị ngoại. Bây giờ mình mời quý khán giả đồng hành. Gì? Anh Khương vừa điện cho ngoại nè. Đâu Khương vừa đâu? Đâu đâu thấy đâu? Đi vô, đi vô, đi vô. Ngoại ơi. Ai? Ta... ngoại muốn gọi. Dạ, 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 để em mở lên. Dạ. Ngồi ngoài đây, ngồi ngoài đây nè. Ngồi đây mà sống mạnh. Đâu? Đâu rồi? À, đâu, tao không thấy hình dạng gì cho nhà. Đừng tự à, qua cho tự à, tàu đó. Tàu như bên hỏi tạ ơi, chào đồng chí ơi, đồng chí ơi, luôn mẹ mà đồng chí ơi, ngoài hỏi thấy không, đâu có thấy đâu, đâu có hình dâu. Dạ dạ dạ, anh gọi cho luôn. Rồi coi ông nội canh năm mấy nay không xuống đây đó, thấy chưa? Ê dạ ngoài, dạ phải ngoài. Nay sao mà nay sao mặt mà mặt mà bự chứ hả? Mà đi quá mặt mà mặt bự. Trời ơi. Khỏe. Trời ơi. Con nhớ cậu mà tôi tự qua xa. Thằng Khương nó mất tiêu. Nó lôi từ thiện không. Trời ơi cây ông nội ơi. Mặt quần áo mặt mà gì không thấy gì trơn. Trời ơi cây. Bảo hộ, bảo hộ. Mặt mà gì không thấy gì bảo hộ. Thấy cờ luôn. Nào là quá quả rồi. Chiều sắp đem lên xe. Rồi anh mừng nói chứ. Rồi bước nước thôi chứ. Đâu có về được. Nay gọi là không hay rồi mà bắt lên được điện thoại được. Dạ ông quý nó bắt lên được. Dạ nãy gọi nãy con đang bận. Thấy chưa? Đang đi từ thiện đó chưa? Mình nói chứ nói thiệt. Phước đức lắm. Cầu nguyện được. Phước đức lắm. Những gia đình bạn khỏe bình yên thì coi mình làm phải gì gặp phải làm hiền gặp hiền phước đức rồi thật xin mừng cái hát mà hát cà lâm ở mà hát cà lâm mà trời ơi quý từ nãy giờ á bà không biểu nó bắt anh bắt đi từ thiện mà đâu có ở không đâu bắt cho bà coi trời ơi gia đình con mẹ khỏe chăng á, nội ngoại hai bên mạnh khỏe chăng phải không? Tại qua nặng khỏe mạnh khỏe chăng, hai đứa con cũng dùng mạnh khỏe vui vẻ ha. Hai đứa con á, con trà sữa với thằng trai đó. Nói từ từ. Nghe. Vợ chồng con đi từ thiện ta chăng à? Đấy vợ có người, cái anh Khương cũng đi, Khương vừa cũng đi cho từ thiện nữa, có không? Vợ chồng. Hai vợ chồng đi hết ở nhà đâu để nhà cho mới đi câu đâu cậu đi ngoài Bình Điền á đi qua Bình Điền phát sữa bà con về quê ở dưới này ở Sài Gòn hồi về dưới này là đem vô trường học nhốt qua trần trọi là cách ly đem đi nhốt qua trần ông nó có cho 10 bữa nữa tháng gì mới cho ba thả ra rồi ra coi bà nội cho con hết thiệt đâu có đi đâu ở nhà không à không có đâu hết trơn à không có đi chợ mà không có đâu hết trơn à anh Khương anh chích 2 mũi rồi á giờ tới ngoại kìa rồi chích mũi chích gì hả mình đi làm kỳ thời gian mà làm gì ai rồi đâu có vô được đâu mà sợ mình chích đừng có chích không chơi ơi mừng quá trời đó cậu ơi Khương ơi luôn mà chừng là em rồi á có xe tới luôn rồi mạnh khỏe yên rồi có xuống đây á nói chuyện có chuyện nhiều ha có chuyện nhiều đối với chuyện cũng nhiều mừng quá gia đình mình yên hết trời là tốt mừng lắm đó anh ngoại anh nghe nói là anh Khương nói là kêu người lại đến chích cho ngoại vậy chích cây cái ta có chết. Mình yên hết trơn rồi mừng nè. Dạ.
Thôi cảm ơn. Giờ cậu Khương giờ ở đâu vậy? Thành phố ở trên thành phố. Khỏe được mà. Rồi thôi đi làm đi ha. Rồi cảm ơn nha, cảm ơn nha. Đừng về quê được rồi qua ha. Qua nha Tân Thanh Đồng Tâm. Cảm ơn nha, chào an. Còn chúc mọi tay qua mạnh khỏe mạnh khỏe mình. Rồi cảm ơn rồi gia đình mình yên bình yên. Phải cho anh Khương được. Dạ máy bay anh. Bye bye. Dạ máy bay anh. Đó ngoài được chưa? Con nói mà, con về là anh Hương điện cho con liền. Thấy chưa? Thấy con về là anh Hương điện cho con liền chưa? Ngoài thấy không? Được nói chuyện gì thấy mãn nguyện chưa? Nó mập quá. Nó mập thiệt chứ. Sao nãy ngoài không hỏi? Ngoài giờ nó xuống đây đâu có mập ông gồm. Mà tại chịu quay cái mặt gần quá. Mần quá thế nó mới giờ ra. Cơ bà nội thôi được. Ghiền chưa? Thấy được mãn nguyện chưa? Mãn nguyện rồi. Mừng rồi, gặp nó là mừng rồi. Giờ lần nay tạo nguyện gì là hữu thiện được nè. Hữu thiện nè. Hương dược nè. Rồi bây giờ là đầy đủ hết chưa? Đầy đủ hết rồi. Giờ con về được chưa? Bữa nay giờ mười ba. Bữa nay giờ không được, cái này của bà mười. Không được, chết à. Quốc cái là xong phim nè. Không chơi nữa. Rồi. Thèm nhau nước mắm liếm lên chứ ta không chơi. Trời nói thiệt. Bây giờ con về nha. Giờ được chưa? Con đang chạy ngoài xe mà con chạy lật đật mình vô cho ngoài nói chuyện á. Trời đất ơi. Ông nội ơi. Rồi ra tao ôm ba cậu vừa vô cái cây chạy mưa. Thôi về đây mưa. Để mưa ớt. Gom gom vô cho ngoài cậu. Không ra tao biết. Mà không biết đâu. Làm được đâu. Thôi để chỉ gom cho ngoài. Thôi ra tao gom. Chữ nữa. Gom hết không ạ? Hết luôn không ngoại? Gom hết luôn. Giờ khô hết rồi, giờ nắng hồi sáng giờ. Cái này của ai ngoại? Bà ở bên đâu vậy? Này đây đất á, đây đất. Của bà ba, cái này cô bà. Mười. Bà mười. Trời ơi, sao tà lâm quá, thôi đi về đây ra đây. Để cho ôm vô con cặc tao nè, mẹ anh bà nội mày. Ở dưới đây của mình á. Ở đây của mình. Chữ đã xong rồi, ở đây của mình. Rồi, xong rồi. Hôm nay cái việc thì anh về tao đem đâu tính lình nhưng con tạt tao cái tiền được cái người không rồi rồi mai tao đi bó à hết rồi hả mà mai là kêu nó xuống nó chở hết rồi hả hết rồi có nhiêu đây cái chùm hơi chứ này có nhiêu đây còn đông nữa cái này mày đâu có tham quá nhà có bà mười à tôi bà mười có bà mười mà tưởng cho mình nghe mới hồi nãy hốt lên ba thôi cái giò cái bàn giò nè yếu nó chút. Thôi đi từ từ. Trời ơi, chị ra đi về đây là mưa tới à. Về con về nha. Rồi xong rồi hôm nay anh gặp được hai người nhân vật chính của ngoại rồi đó. Mừng chưa? Thôi về con về nha ngoại. Rồi ai về đâu mà về rồi. Được khô, được lên mưa đi. Được mưa là thấy chưa? Rồi, bye bye ngoại nha. Bye bye nha ngoại. Đó, chửi nữa. Rồi. Còn nhỏ như thế này. Nhỏ có nhỏ. Mấy đà không có bị không có nắng đâu có trước hơi khô được đâu. Rồi. Rồi. Bye bye nha. Rồi. See you again. Yeah. Yeah. Mày răng đầu trắng. Chào bye bye ngoại. Có một cái thịt cá thì thấy không? Vừa khoe nữa chưa kết thúc. À, ngoại kho cá nữa hả? Đây nè. Thôi vậy kho trái cho ngoại nha. Ừ, rồi. Thôi, chạy ra đi, về đi, chạy ra đi, con kho, chạy ra đi. Kêu đã xong sẽ kêu về thôi. Đi khoe vậy vô hả? Rồi, đi, rồi. Vậy là gặp anh Sư Dừa là được rồi, phải không? Mừng hết chết rồi. Ơi, phải năm nay mới thấy mặt nó.